Đó độ hoàn hảo của 7 nam chính cực phẩm trong phim của Kim Eun Suk. Những nam chính trong phim của biên kịch Kim Eun Suk phải nói là đều hoàn hảo và cực phẩm, là những quý ông hiếm có khó gặp trong đời. Và dĩ nhiên thì họ đều là mẫu người yêu, người chồng lý tưởng của biết bao cô gái rồi. Cùng điểm qua 7 chàng nam chính cực phẩm ấy, xem ai xứng đáng dẫn đầu nhé. Top 7, Lee Gon, Quân Vương Bất Diệt. Trong bộ phim Quân Vương Bất Diệt, Lee Gon do Lee Min Ho thủ vai là chàng quân vương điển trai chẳng thiếu thứ gì của Vương quốc Đại Hàn. Là tầng lớp hoàng gia quý tộc đẹp từ ngoại hình đến cốt cách, xứng đáng cho các chị em ngày nhớ đêm mong. Lee Gon khi yêu cũng hết mình và có trách nhiệm lắm, chỉ có điều anh lại đến từ một thế giới song song nên hơi bị mất điểm đôi chút thôi. Dẫu sao thì ở thế giới hiện đại thế này, mà gặp được chàng quân vương cưỡi ngựa trắng Lee Gon thì có là nằm mơ cũng muốn ở mãi trong giấc mơ ấy. Top 6, Kim Tan, Những Người Thừa Kế. Là anh chàng trẻ nhất trong dàn các nam chính hoàn hảo của biên kịch Kim Eun Suk, Kim Tan của Những Người Thừa Kế cũng là chàng trai thú vị và tự do nhất trong cả hội. Vì vẫn còn tuổi ăn tuổi học, lại là công tử nhà tài phiệt nên chàng ta thích là nhích, yêu và theo đuổi tới cùng không bỏ cuộc. Kim Tan cũng rất hài hước, kiên định và biết mình cần làm gì để bảo vệ tình yêu trước những rào cản vô cùng lớn từ gia đình. Kim Tan chỉ có một chút khuyết điểm là còn trẻ, chưa có sự nghiệp thôi, chứ là chàng thiếu gia thú vị, trung tình, hiếm có khó tìm đấy. Top 5, Ju Jin, Mr. Sunshine. Giữa một dàn nam thần đủ mọi ngành nghề, đủ mọi thân phận thì Ju Jin do Lee Byung Hun hóa thân trong Mr. Sunshine chính là quý ông mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất và có sức sinh tồn lớn nhất trong tất cả. Từ một cậu bé bất hạnh mất cả cha mẹ, lưu lạc sang tận nước Mỹ xa xôi, cuối cùng anh đã trở về với một thân phận cao hơn hẳn, dũng mãnh quyền uy hơn hẳn, nam nhi trí tại bốn phương, quý ông đầu đội trời, chân đạp đất thế này đương nhiên là các chị em ai cũng mê rồi. Có điều anh sinh ra trong thời loạn lạc, số phận lại kết thúc sớm thật là vô cùng đáng tiếc. Top 4, Kim Sin, Yêu Tình. Trong số các trai đẹp của Kim Eun Suk, người sống lâu nhất là ai? Kim Sin, người thần thông quảng đại nhất là ai? Kim Sin chứ ai? Người vừa đẹp vừa giàu vừa cao vừa giỏi, không có một khuyết điểm nào là ai? Cũng là Kim Sin. Kim Sin của Kong Ju trong Yêu Tình thực sự là quá hoàn hảo cho hình mẫu người chồng tương lai rồi. Thế nhưng nam thần này lại hơi chán sống bởi vì anh sống lâu quá rồi. Mục tiêu lại chỉ là tìm kiếm cô dâu sinh ra để dành cho mình thôi. Thế nên hội chị em chúng ta chỉ có thể ngồi ngắm chàng Yêu Tình, chứ mắt anh ấy chỉ hướng tới một người mà thôi. Top 3, Kim Do Jin, phẩm chất quý ông. Quý ông Kim Do Jin đây rồi, nhắc tới chàng nam chính này thì phải nói là đạt mọi yêu cầu đấy. Nào là cao lớn điển trai này, sự nghiệp vững vàng, tự do tự tại, vui tính dễ gần, phong lưu tài hoa. Nói chung là đủ cả, mọi mặt cực kỳ ổn luôn. Tuy nhiên, không ai là hoàn hảo tất cả. Kim Do Jin cũng có chút khuyết điểm đấy. Đầu tiên là anh hơi lúng tuổi, đã ngoài 40 mất rồi. Hơn nữa lại còn từng qua một đời vợ và có cậu con trai lớn học cấp 3 rồi. Đấy, ngoài hai khuyết điểm hơi lớn, hơi nan giải đó ra thì đúng là quý ông này đạt điểm rất cao, không có gì để chê cả. Top 2, Ju Si-jin, Hậu Duệ Mặt Trời. Đại úy Ju Si-jin của Song Joong-ki trong Hậu Duệ Mặt Trời thì quả thực là một người đàn ông đáng để yêu, đáng để cưới. Một quân nhân tài giỏi, gan dạ, hết mình với công việc, có trách nhiệm, lại điển trai và biết cách theo đuổi bạn gái, còn hài hước, thả thính cực ngọt luôn. Đây là một trong những chàng quân nhân hot nhất trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn, chiếm được bao trái tim của các fan nữ. Ngoại trừ đặc thù công việc làm lính hay gặp hiểm nguy ra, thì Ju Si-jin thực sự là không có một điểm trừ. Top 1, Kim Chu-won, Secret Garden. Và quý ông hoàn hảo nhất trong dàn nam thần của Kim Eun Suk chính là Kim Chu-won do Hyun Bin đóng trong Secret Garden. Mặc dù anh hơi tự luyến, kiêu ngạo và hay nói mấy câu khoe khoang kỳ lạ, nhưng đích thực là một tài phiệt giỏi giang. Ngoại hình ưa nhìn, ở nhà to, đi xe đẹp, có mọi thứ trong tay và lại còn rất mạnh mẽ và trung tình nữa. So ra thì những khuyết điểm nho nhỏ của Kim Chu-won không đáng là gì cả mà ưu điểm thì quá nhiều luôn. Chẳng còn trở ngại gì nữa cả, quý ông hoàn hảo nhất dành cho hội chị em chúng ta đây rồi, chính là Kim Vô Lại trong truyền thuyết. Phải nói là biên kịch Kim Eun Suk luôn mang đến cho chúng ta những người đàn ông hoàn hảo, những chàng nam chính tuyệt vời. Ở họ có đầy đủ cả ngoại hình lẫn tính cách phù hợp với mọi yêu cầu của phái nữ. Thế nên mỗi lần xuất hiện là gây sốt màn ảnh. Tính chung trong tất cả thì 7 gương mặt này cũng luôn là những nam chính được yêu thích nhất và có danh tiếng nhất trong lòng các chị em suốt bao năm xem phim Hàn.